Đây là Coi 68 và bạn đang nghe Defi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với Defi Discussion. Và mình là Hồng Phong. Rất là lâu rồi mình mới có dịp được lên đây và chia sẻ cùng với các bạn. Và góp mặt với chúng ta ngày hôm nay sẽ là một gương mặt rất thân quen thôi. Đó là... Hello, xin chào anh em, mình là Nguyên. Thì... chắc là nhiều anh em đã biết mình trong cộng đồng FOMOSapiens rồi. Thì những cái tập trước đây á, thì anh em sẽ thấy là mình đóng vai trò là host và phỏng vấn các cái vị khách mời. Tuy nhiên là trong cái tập 20 này, một con số nó rất là tròn chỉnh, thì mình rất là vui khi được là cái vị khách mời của tập podcast DeFi Discussion tuần này. Thì hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện nó hấp dẫn để mang lại nhiều giá trị cho anh em. Ok, và trước khi bắt đầu á, thì podcast DeFi Discussion này được phát hành trên 3 nền tảng, đó là YouTube, là Google Podcast và Spotify. Thì các bạn hoàn toàn có thể lên đó và nghe. Thật tại về nghe trong lúc mình đi xe, mình chuẩn bị đi ngủ các thứ, và nghe những câu chuyện mà bọn mình trao đổi với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái topic, cái chủ đề của cái podcast lần này đi. Tại sao mình lại đóng vai trò là người hỏi và Nguyên là một người trả lời? Tại vì cái topic này là một cái thế mạnh của Nguyên, khi mà Nguyên là một người trải nghiệm nó rất là nhiều. Đó là về câu chuyện về retroactive, hay là gọi là săn phần thưởng từ các dự án đó. Thì như mọi người gần đây thấy á, thì mới khoảng độ tầm 2-3 tuần trở đây thôi, đã có 2 quả bom rất lớn về retroactive nó nổ liên tục. Đó là ENS là Ethereum Name Service và Paraswap với token là PSP. Thì nếu như mà ai mà nhặt được 2 cái kèo này thì nói thật đúng là có thể nói là đổi được vị thế trong cái thị trường này luôn. Ok, vậy thì Nguyên nghĩ như thế nào về cái gọi là cái xu thế mà các dự án liên tục tặng những cái phần thưởng rất là lớn cho người dùng, và cái xu hướng này còn có thể kéo dài được không? Cá nhân mình nghĩ thì cái xu hướng này nó vẫn sẽ kéo dài thôi. Quan trọng là các dự án họ sẽ chọn cái thời điểm như thế nào để họ tung ra những cái tin như thế này. Chúng ta để ý là ENS và Paraswap á, cũng như là rất nhiều các cái dự án mới đây, ví dụ như Shadow đi, thì họ cũng tung ra cái tin vào cái thời điểm là thị trường nó đang hưng phấn, thị trường nó đang tăng trưởng rất là mạnh, và BTC vừa phá ATH. Thì nó đơn giản là cái vấn đề chọn thời điểm của dự án thôi. Còn về cái nhu cầu và cái xu hướng trong dài hạn, thì khi mà dự án họ đã chọn một cái hướng đi là ok, tôi sẽ phân bổ cái này ra cho cộng đồng, thì họ sẽ chọn cái giải pháp là retroactive. Và cái đó là cái góc nhìn của mình về cái xu hướng retroactive. Cho nên là cái xu hướng này nó vẫn sẽ còn rất dài thôi. Quan trọng là anh em chọn cái thời điểm test như thế nào nó hợp lý, để mình có thể nói vui là mình sẽ thay đổi vị thế trong cái thị trường này. Đúng rồi. Và cái tại vì á, cái mảng mà retroactive này á, mỗi dự án mỗi khác. Thì chắc là nhờ Nguyên xem một cái case nào đó về cái làm retroactive, tức là từ cái lúc mà mình truy cập, mình cập nhật thông tin như thế nào, tức là mình thấy những cái ai đó, những cái web nào đó xem những cái kèo này ở đâu, xong rồi mình research về nó như thế nào và mình test nó như thế nào để mà mình có thể xua kèo là mình gọi là nhận được retroactive từ dự án. Tại vì mình thấy bây giờ các dự án làm cũng rất là chặt rồi. Ví dụ như là con Paraswap chẳng hạn đi, mới đây nhất, thì cái điều kiện của nó cũng khá là ngặt nghèo. Tức là những ông nào mà làm theo kiểu mà airdrop hunter á, tức là làm vài chục cái ví Metamask xong rồi chạy bú lô xua các thứ, thì sẽ không bao giờ ăn được những cái dự án đó đâu. Vậy thì mình có thể xem một số cái cách mà research là một, và cái cách đọc vị được là dự án sẽ retro như thế nào để mình bắt bài được dự án được không? Ok. Trước hết á, thì mình nghĩ là đọc vị hoặc là bắt bài thì nó hơi quá, nhưng mà ok, mình sẽ sharing cái cách mình suy nghĩ như thế nào về các cái hoạt động retro này. Còn đầu tiên á, là về cách research, thì trên kênh của Coi 68 thì mình đã làm một cái video hướng dẫn về cách làm retroactive rồi. Thì cái video đó nó cũng khá là tổng quan. Chúng ta có những cái sheet, những cái list danh sách dự án rồi, và các cái KOL mà chúng ta cần follow rồi. Thì anh em nào quan tâm thì mình nghĩ là chắc sẽ để một cái đường dẫn ở phía dưới phần description. Back về cái câu chuyện là mình tạm gọi là bắt bài dự án đi, thì cá nhân mình nghĩ á, là dự án á, Nếu như mà bạn muốn săn được retroactive á, thì bạn phải đặt cương vị của mình là một người build dự án. Thì nếu như là một builder của cái dự án đó thì bạn sẽ muốn cái token của mình đến tay những người như thế nào. Mình nói một vài case nó dài hạn, nó long term một xíu ha. Tức là về bản chất nếu như mà họ đã chọn cái retro cho cộng đồng á, thì họ muốn hướng đến những cái người supporter trong lâu dài. Thì những cái case gần đây thì nó yêu cầu người dùng phải thực sự là người sử dụng nó, và họ đính kèm thêm một vài cái quy định làm sao để đảm bảo được là cái ví đó là không phải là một cái ví clone hay là một cái ví chạy bot. Thì nó sẽ yêu cầu thêm một vài cái thông tin như là đã swap bao nhiêu cái giao dịch tối thiểu ở trên cái chain đó chẳng hạn, thì là số dư, đúng không? Số dư của mình. Đúng rồi. Thì cũng như mình chia sẻ trong cái video hướng dẫn thôi, thì mình vẫn tin là nếu mà làm một ạc thì nó vẫn ok hơn và nó hiệu quả hơn so với việc là mình làm quá nhiều ạc. Tại vì mình làm một ạc á, thì mình sẽ thực sự là người sử dụng cái sản phẩm đó. Rồi nói về việc đọc vị á, thì nói về việc mà bắt bài nữa đi, thì mình nghĩ á, là khi mà downtrend á, là cái lúc tuyệt vời để mọi người đi săn retroactive. Bởi vì cá nhân mình thấy á, là các dự án ở trên Ethereum mới là những cái dự án mà có cái mức retro khủng, đúng không? Anh em thấy là thường những cái retroactive khủng là thường liên quan đến Ethereum. Thì khi mà downtrend á, khi mà thị trường nó đang boring, thì cái mức độ hoạt động ở trên Ethereum nó thấp lại. Từ đó nó dẫn đến cái mức gas, cái mức wave nó thấp lại, thì cái phí giao dịch của mình á, mình bỏ ra nó sẽ thấp hơn. Thì cái giai đoạn mà downtrend á, hoặc không phải là downtrend nhưng mà là down cục bộ, tức là nó hơi giảm, giá Ethereum nó hơi giảm đi, thì anh em có thể cân nhắc để vào những cái giai đoạn này. Những cái giai đoạn này anh em mà đã test retro á, thì rất là bình tĩnh, tại vì mình nếu mà mình đặt cương vị là mình làm dự án này thì mình không có khùng mà mình đi công bố cái thông tin retro vào thời điểm đó, đúng không? Tại vì thứ nhất là nó chịu một cái áp lực rất là lớn, áp lực bán rất là lớn. Anh em thấy là những cái kèo retro như là Uniswap hoặc là ENS hoặc là cơ bản mới đây là Paraswap thì nó có những cái bảng thống kê rất là chi tiết về những cái người dumper, tức là những cái người mà xả token đó. Sau khi mà họ nhận được retro á, thì cái tỷ lệ này nó cũng khá cao, cho nên là dự án họ sẽ không mạo hiểm cho cái việc là sẽ retro ở cái giai đoạn mà thị trường giảm. Thì đó là một trong những cái mẹo mà mình cảm nhận được, và đó là cái cách để mình chọn thời điểm mình test. Còn thêm một cái cách tối ưu hóa cho việc test á, mình nghĩ là anh em nào mà quen rồi đấy nha, là làm theo kiểu là có cái tư duy hệ thống rồi á, thì có thể build một cái lộ trình test. Ví dụ ví dụ sẽ có một vài cái sản phẩm nó yêu cầu cái lock thanh khoản của bạn lại, ví dụ như các hoạt động mà cung cấp thanh khoản nè, các hoạt động như là lending nè, đó, những cái hoạt động như là staking chẳng hạn. Những cái hoạt động này á, nó sẽ làm anh em bị lock lại vốn. Thì anh em nên có một cái chuỗi, ví dụ như có những cái bến như bến 1, bến 2, bến 3, thì cái bến cuối cùng nên là những cái sản phẩm thuộc nhóm này. Đó, thì những cái nhóm trước, ví dụ như cái bến 2 thì là những cái swap chẳng hạn, đó, hoặc là những cái bridge đó, kiểu vậy. Thì khi mà anh em có thể đi qua bước 1, bước 2 rồi, vẫn còn tiền để có thể làm những cái sản phẩm ở step 3, nơi mà những cái sản phẩm nó bị lock thanh khoản lại, thì mình vừa tối ưu được cái tài sản của mình mà vừa tối ưu được cái phí gas nữa. Tại vì khi mà lock vào á, xong rồi anh em rút ra thì anh em sẽ tốn rất là nhiều phí gas, và khi mà cái tâm lý mà người đi săn retro á, mà mất nhiều gas quá rồi á, thì mọi người sẽ bắt đầu sinh nản. Đó, thì mọi người sẽ nghĩ là mình chi nhiều phí gas như vậy thì nó có đáng hay không, chưa biết là dự án sẽ retro hay không nữa. Thì cái đó là một cái thứ mà mình cũng phát hiện ra trong cái giai đoạn mà mình làm retro hoặc là test sản phẩm. Người ta bảo là đi săn nhưng mà chưa săn được con nào thì bắn hết sạch tên rồi đó hả? Đúng rồi. Thì cái đó là một cái mà nó yêu cầu một chút research. Anh em phải kiểu hiểu về cái bản chất của cái sản phẩm đó để thiết kế ra được một cái lộ trình nó hợp lý. Đó, thì còn đi sâu vào test từng tính năng của sản phẩm như thế nào á, thì mình đã hướng dẫn rồi. Thì mình cứ follow Twitter thôi, thấy cái dự án nó hay nói về cái gì thì mình test sâu về cái đó. Thì bản thân dự án họ cũng đưa ra những cái tin đồ này để họ chạy số mà, đúng không? Họ muốn làm sao để câu kéo được user nhiều nhất, để đến khi mà công bố token ra thì số họ cũng đã ok rồi và nó giảm thiểu được một cái áp lực bán cho cái token của họ. Thì yeah, đó cũng, mình nghĩ đó cũng là một cái cách để mình suy nghĩ theo cái mindset của dự án. Yeah. À rồi, ok, cảm ơn những cái chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của Nguyên. Thì ví dụ nhé, bây giờ mình đặt vị trí của mình là một người cũng có tham gia thị trường crypto rồi, ví dụ đi. Nhưng mà trước đây mình chỉ có mua thấp bán cao, rồi loanh quanh những cái đồng coin top thôi. Bây giờ tại vì cái làn sóng retroactive nó nổi quá, mình nghe người này nhận được 5.000 đô, người kia nhận được 7.000 đô các thứ. Và mình cũng có research nhé. Thì tại cái này mình có thấy anh em trong cộng đồng FOMOSapiens nói khá là nhiều. Đó là bây giờ sẽ đi dự đoán cái dòng tiền đổ về đâu. Mình sẽ chuyển sang những cái blockchain mà thứ nhất là nó còn mới, các dự án tiếng tăm chưa nhiều và các dự án mới đang build cũng rất là nhiều. Và thứ hai là nó có những cái chương trình gọi là incentive, những cái chương trình mà như bọn mình đã chia sẻ trong một cái podcast khác trong DeFi Discussion á, thì có phải là dùng những cái tín hiệu như vậy để mà dự đoán xem là mình chuyển sang những cái blockchain khác để mình có tăng cơ hội nhận được retro lên, thì cái suy nghĩ đó nó có hợp lý không? Mình nghĩ nó không sai, nhưng mà cá nhân mình thì vẫn tập trung ép ở trên hai cái chain chính là Ethereum và Solana. Còn những cái chain còn những cái chain EVM khác thì mình vẫn có tham gia để cho mình nắm được cái insight thôi. Tuy nhiên đó là cái incentive program á, thì mình nghĩ là khi mà một cái blockchain họ công bố một cái gói incentive thì khá là khó để các cái sản phẩm đã được hỗ trợ bởi cái chương trình incentive đó họ công bố retro rồi. Tại vì nó như kiểu là một cái bài toán về nguồn lực thôi, tức là họ đã dồn lực vào cái incentive rồi thì rất là khó để họ có thể dành ra một khoản nữa cho cái retro. Tất nhiên là vẫn sẽ có một vài case nó hơi cá biệt một xíu, tuy nhiên là nếu đã chọn cái giải pháp là incentive thì mình nghĩ là khá là khó để xuất hiện các cái case retro. Còn bản thân Ethereum thì mình nghĩ là tại sao nó hot như vậy là tại vì Ethereum họ build được một cái mindset về cộng đồng rất là mạnh, họ build được một cái mindset về tính phi tập trung rất là cao, cho nên là những cái retro nó và đính kèm theo đó là cái mức fee nó khá là cao, cho nên là các cái token ở trên Ethereum nó sẽ được đẩy giá lên cao hơn so với mặt bằng chung các cái chain còn lại. Yeah. Và có một cái nữa mà mình nghĩ là người mới khi mà tham gia cuộc chơi săn retroactive này cần có, đó là cái tâm lý, đúng không? Tức là cái này thứ nhất là mình đi cách bản thân cái retroactive sinh ra là để trả thưởng cho những người mà chịu khó vọc vạch. Tức là đầu tiên mình bắt đầu là cái lợi là kiến thức mà mình thu nhặt về được đã, xong rồi cái retroactive nó nên là một cái sản phẩm đi kèm, đúng không? Tức là mình nhận được thì tốt, mà không nhận được cũng không sao, ít nhất thì mình cũng có cái kiến thức về cái dự án đấy. Và khi mà mình test được khoảng độ 20-30 dự án rồi thì cái view, cái kiến thức của mình về cái thị trường này nó cũng đã khá là nhiều, đúng không? Cá nhân mình thấy là tại vì sao mình chọn cái hướng đi làm retro thì ban đầu mình nghĩ là nếu như mà nó không bổ ngang thì nó sẽ bổ dọc. Tại vì mình bỏ tiền ra mình chơi á, thì mình sẽ biết được là dự án nó sẽ suy nghĩ như thế nào, kiểu như vậy. Thì hoặc là sản phẩm nó có cái gì hay, sản phẩm nó có cái gì chưa tối ưu, hoặc là nó có một cái lợi thế cạnh tranh nào, thì mình sẽ biết được những cái đó. Thì cho dù là retroactive họ không thưởng đi thì đâu đó trong mình sẽ có một cái tâm lý nó hơi buồn ở cái giai đoạn công bố một xíu, khi mà nghe người này trúng người kia trúng nhưng mà mình không trúng á, thì cái tâm lý của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên á, nếu như mà bạn bình tĩnh lại á, bạn sẽ thấy là ok, mình có cái lý do ban đầu mình test là gì? Một là tất nhiên là vì tiền, nhưng mà cái thứ hai á là mình đã được một cái giá trị nó tích lũy hàng ngày, nó compound hàng ngày, thì nó vẫn sẽ là một cái gì đó rất là tốt trong dài hạn. Còn mà làm 1-2 case để mong nó có reward liền á, thì mình nghĩ là nó khá rủi ro cho bạn. Tại vì nếu mà bạn làm 1-2 case và bạn mong có tiền liền mà bạn không nhận được retro và bạn thất bại ở ngay những cái case đầu á, thì nhiều khả năng bạn chưa tới được cái case bạn không còn nhiệt huyết hoặc là bạn không còn chi phí để bạn đi được tới cái case thành công, thì lúc đó cái đoạn đường đi nó bị cắt đứt và nó hơi uổng, tại vì chi phí mình đã bỏ ra rồi nhưng mà mình không có tận dụng đủ cái thời gian để tích lũy, để compile cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng đi săn retro của mình, thì cái đó nó hơi uổng. Cho nên là anh em trong một cái cuộc chơi nào cũng vậy thì nên phân bổ ra để có được một cái lộ trình đi dài hạn, chứ đừng thấy là ok bên này người ta share như thế này, bên kia người ta share như thế kia, rồi tâm lý mình sẽ bị kiểu ok mình muốn win nhanh, win fast, thì mình nghĩ là sẽ rất là tệ trong dài hạn và rủi ro ngay ở cái đoạn đầu nữa. Chia sẻ luôn là bản thân mình hồi xưa đi săn retro là mình fail cũng nhiều lắm. Fail tức là mình anh em biết là ở trên Ethereum thì phí nó không có rẻ, mà mình bỏ ra một lượng tiền khá là nhiều để đi swap, đi làm phí gas đồ này nọ, nhưng mà nó không ra kết quả thì nó cũng khá là nản. Điển hình là những cái case mà gần đây như là mấy cái cầu á, thì mình test xong rất là lâu, bây giờ rất là lâu anh em mới thấy được cái thông tin gì đó về các cái cầu, đúng không? Đặc biệt là sau cái khoảng thời gian mà cái cầu gì bên Avax họ retro á, thì mình cũng bị FOMO và mình cũng đi test rất là nhiều, nhưng mà rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có cái thông tin gì về cái cầu. Nhưng mà mình tin là nếu như bạn thực sự là người muốn trải nghiệm cái sản phẩm đó, và sau một khoảng thời gian bạn back lại, sau một khoảng thời gian nếu mà có điều kiện hoặc là đủ cái tính toán phân bổ vốn hợp lý thì bạn có thể back lại, bạn test những cái sản phẩm cũ đó, thì mình nghĩ là cũng rất là hay. Khi mà mọi người đã bắt đầu chán thì mình nghĩ là cái cơ hội chiến thắng của mình nó sẽ cao hơn rất nhiều so với việc là nổ ra một cái tin xong rồi mọi người xô nhau đi test kiểu như vậy. Yeah. Và cái phí á, mình cũng chia sẻ cái case của cái phí luôn, đó là cái vụ mà ENS còn Ethereum Name Service á. Lúc đấy thì Nguyên có share cho mình và là cái này hay lắm, mua thử đi. Thế là mình cũng lóc cóc lên, mình ép thử. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, phí ga của Ethereum thì chua lòi cả mắt luôn. Một cái tên miền 5 năm đúng không? Hình như hồi đó là tên miền 5 đô. Tầm mấy chục, phí thì 200. Mấy chục đô đó. Nếu như mà mua thêm mấy năm thì chắc tầm cùng lắm 20, 30 đô gì đó, nhưng mà cái phí nó phí gấp 10 lần. Rồi chưa kể là anh em mà thao tác để add cái tên miền nó vô cái ví thì chắc nó phải cao hơn nhiều. Thì đợt đó mình không add cái tên miền vô ví, tại vì mình tính là mình tính là làm cái thao tác để xác thực ví ở trên Gitcoin á, cho nên họ yêu cầu là phải add cái tên miền ENS vào, nhưng mà mình tính làm rồi, nhưng mà đợt đó gas nó cũng cao quá, mình nghĩ đinh sao cái mình đợt đó cũng hơi nản, cho nên là cũng không add vào. Rất là tiếc là không có được nhân đôi cái số lượng ENS vì cái tiếc đó của mình, rồi cái chần chờ của mình. Nhưng mà mình nghĩ nó vẫn là một cái hay. Nhưng mà nói như vậy để cho anh em đừng có FOMO, tức là thấy nhiều khi phí cao nhưng mà cũng cắn răng làm. Nhưng mà chưa chắc mình cắn răng mình chạy cố đấm ăn xôi thì mình không có khi mình không ăn được xôi, mà mình cảm giác khó chịu là cái từ đầu tiên mà mình gặp phải. Đúng rồi. Nói chung là mọi thứ nó suy xét một cách kỹ lưỡng thôi. Thậm chí nếu mà anh em nào một tháng làm một kèo retroactive mà làm đàng hoàng đó, mà suy xét một cách kỹ lưỡng đó, thì mình nghĩ là tỷ lệ thắng nó còn cao hơn rất nhiều so với việc là bạn liệt kê ra một danh sách và bạn đi ép theo kèo này kèo kia, thì có khi nó lại hại hơn cho bạn. Ok, vậy thì với một người dành nhiều thời gian để research, để vọc vạch thị trường các thứ, thì Nguyên có thể gọi là, thì như mình nói đó, mình đang đứng ở một góc nhìn của những người mà mới tinh, mới mò vào cái này á, thì có những cái dấu hiệu nhận biết nào để mà mình có thể áng được là thằng dự án này có thể nó có retro hay không? Đặc biệt là có những người, tức là mình thấy mọi người đang truyền tai nhau nhé, những thằng mà nó nói nó sẽ không ra token đó, là nó sẽ retro đó. Như mình thấy mọi người rất buồn cười nhá, bảo con Metamask Metamask là một cái dịch vụ nhiều người xài lắm nhưng mà nó chưa có token đâu, nên anh em swap tới bến đi, kiểu gì chả có retro. Nhưng mà mọi người, Metamask là cái ví to nhất thế giới bây giờ rồi, mọi người test nữa thì sao mà ăn được mấy cái ông whale mà mấy ông swap trên đấy, đúng không? Thì bác lại cái câu hỏi là làm sao để bắt được cái hint, thì trước tiên là cái này là cái ai cũng biết rồi, tức là cái dự án nó sẽ không có, nó chưa có token đó, là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là mình nghĩ là giống như ban đầu á, mình tư duy theo dự án thôi. Nếu mà ra cái token đó thì cái token sẽ được sử dụng cho vấn đề gì? đó. Thì cái này là anh em nào mà đọc white paper nhiều, cái mục mà token use case á, thì sẽ án chừng được, đọc nhiều thì mình sẽ án chừng được là nếu mà một cái sản phẩm như thế này khi ra token thì nó sẽ được dùng cho mục đích gì, và bạn trả lời được cái câu hỏi đó là bạn qua được 2 step đó. Thì ví dụ như mà ra token xong rồi không dùng trong dịch vụ gì đó thì họ sẽ không ra token đâu đó. Thì cái đó là 2 step. Còn thứ ba là mình để ý cái cộng đồng của họ. Thì những cái thằng nào mà làm retro á, thì mình nghĩ là đâu đó trong cái team họ sẽ có mindset là muốn decentralize rồi. Thì những cái dự án nào mà họ có cái tương tác với cộng đồng rất là mạnh, họ lắng nghe cộng đồng nhiều đó, thì là những cái hint rồi. 3 cái rồi đúng không? Yeah. Cái thứ tư mình nghĩ là doanh thu hoạt động, các thông số hoạt động. Thì khi mà dự án họ đã hoạt động ok rồi, số thống kê cũng đẹp rồi, thì họ sẽ ra cái token để họ capture lại cái value đó. Thì với một cái dự án startup đi, thì họ sẽ nghĩ ra cách sẽ có 3 việc mà họ cần chú ý tới. Đầu tiên là cách để tạo ra value nè, cái thứ hai là cách để capture cái value nè, đó tức là tạo ra cái giá trị. Cái thứ hai là làm sao để thu được cái giá trị bản thân cho team họ, chứ họ không thể nào mà mình không thể nào mà bắt họ là làm ra cho người cho vui cả, đúng không? Thì cái điều đó là không thể đó. Còn cái thứ ba có phải là giúp cái giá trị đó luân chuyển đi được rộng hơn không? Đúng rồi, thì cái thứ ba là làm sao để phân bổ được cái giá trị đó nó đi đều. Thì lúc đó mình mới ra được cái use case của cái token, đúng không? Đó, thì những cái dự án nào mà có doanh thu, có cái hoạt động đàng hoàng rồi thì nhiều khả năng là họ sẽ ra token đấy. Tại vì họ đã dồn rất là nhiều lực, rất là nhiều công sức để tạo ra cái giá trị đó rồi, thì họ sẽ tìm cách để capture lại cái value đó thôi. Insightful, bổ ích. Ok, cảm ơn Nguyên về những cái chia sẻ khá là hay vừa rồi. Và mình nghĩ là cái thị trường thì thay đổi không ngừng, cho nên là mình tốt nhất là mình đừng có trang bị những cái tip, những cái trick, mà mình tốt nhất là mình nên trang bị cho một cái mindset để mà liên tục grow cái bản thân mình lên thì mình mới có thể adapt được, đúng không? Chứ tip trick các thứ thì nó cũng nhận lỗi thời thôi. Đúng rồi, riêng về cái mindset thì mình nghĩ là để mà hiểu được một dự án mà họ thích retro, họ thích sử dụng cái phương thức retro á, thì cái mindset long term nó rất là quan trọng. Bạn không thể để cái mindset short term mà đi chơi với một cái dự án nó muốn chơi long term cả. Điển hình là một vài cái case mà chặn bot gần đây, đúng không? Thì dự án khi mà họ đã có một mindset long term rồi thì họ sẽ không đời nào họ chấp nhận những cái hành vi nó short term mà ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của họ trong tương lai cả. Cho nên là một cái mindset long term là một cái rất là quan trọng đó, để mình có thể đồng điệu được với dự án. Và mình hay nói nôm na là mình làm retro chậm thôi, đó là đừng có FOMO quá, đừng có thấy ở đây như thế này thì như thế kia thì bắt đầu là nháo nhào lên. Thì mình cứ bình tĩnh, mình sử dụng cái sản phẩm đó, mình thiết kế một cái lộ trình nó hợp lý đó, mình đọc kỹ về dự án rồi, đủ cái lực, đủ cái kiến thức rồi thì mình cứ bình tĩnh mình làm thôi. Càng downtrend mình càng làm, tại vì như mình nói lúc nãy, càng downtrend mới là càng cái cơ hội để mình ép hoặc là mình đi test sản phẩm. Ok, rồi rất là cảm ơn Nguyên vì đầu tiên là một cái video hướng dẫn anh em thao tác, xong rồi là một cái podcast chia sẻ về những cái mindset cần có. Rất là cảm ơn Nguyên. Và nhưng mà mình nghĩ nha, cái lĩnh vực retro thì vẫn còn rất là rộng, cho nên nếu anh em có những câu hỏi hoặc là có những thắc mắc gì về cái lĩnh vực này thì cứ việc hỏi trong phần bình luận hoặc là trong cộng đồng FOMOSapiens, thì bọn mình sẽ giải thích thêm và sẽ có những cái gọi là sâu cây cụ thể cho những cái vấn đề này. Còn trong thời lượng của cái podcast này thì bọn mình sẽ không thể nào mà sâu vào đây hết được. Ok, vậy chắc là đủ cho podcast tuần này rồi. Mình sẽ để cái lời kết thúc cho Nguyên. Chào anh em. Ok, hy vọng là anh em sẽ luôn giữ cho mình một cái mindset nó bình an nhất khi tham gia cái thị trường crypto này. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà mọi người bắt đầu nhắc nhiều đến cái từ khóa mùa đông, thì mình chỉ muốn là anh em có một cái mindset, mình chỉ mong là anh em có một cái mindset nó bình an nhất. Tại vì chúng ta tham gia một cái cuộc chơi dài hạn, cho nên là cũng không quá cần thiết phải nhạy cảm với những cái thông tin nó, mình tạm gọi nó là thời điểm, mang tính thời điểm. Thì ok, thì hy vọng là anh em sẽ có những cái trải nghiệm thật sự là bình an với thị trường crypto. Ok, vậy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái số DeFi Discussion lần sau trên Coi68 TV. Ok, hẹn gặp lại các bạn.